Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Samurai Warriors 4 tiếp. Thì chúng ta đến với màn số 2 trong cái chiến dịch của ông Missionary nè. Rồi, ok, thôi được rồi, khỏi cần nghe kể. Rồi, đây. Có vẻ như là tập này chúng ta sẽ lại phải đánh nhau với nhà Hojo đấy. Rồi. Ông Toshi D nói chung là giờ về với Hideyoshi rồi đây. Đó như mình đã nói, đây là một trong những người mà Hideyoshi rất là tin tưởng đó các bạn. Tiếc là ông này như mình đã nói đó, ông ấy sống không được thọ cho lắm. Tại vì sau khi Hideyoshi mất thì ông này cũng mất các bạn. Mà trong số những cái chư hầu mà được Hideyoshi tin tưởng mà giao phó lại đứa con của mình Hideyori ấy, thì thế của Ieyasu Tokugawa là mạnh nhất. Ông Missionary thì tuy là mang tiếng là tổng quản nhưng mà ổng thì không có mạnh cho lắm. Tại vì về cơ bản thì cái sức mạnh ổng có là tập hợp từ rất nhiều cái lãnh chúa khác. Nó khác với cái thế của Ieyasu, cho nên đó là bản thân đó là như mình đã nói lúc đó là sau khi mà Hideyoshi mất đó, thì nhà Toyotomi nó cũng tan rã khá là nhiều về mặt nội bộ. Tại vì thật sự đó, những người mà đi đứng dưới trướng của Hideyoshi đó, họ nói chung là họ phục cái tài của Hideyoshi, họ mới ở lại với Hideyoshi. Nhưng mà có một điều là sau khi Hideyoshi mất thì cái người con họ không có đủ sức để mà giữ được cái sự ổn định đó. Với lại quan trọng hơn hết thì chắc các bạn cũng biết đó là trước khi mà Hideyoshi mất thì ông đã ra lệnh cho quân đội Nhật Bản đó là xâm lược Triều Tiên. Và cuộc chiến này thất bại thì các bạn biết rồi đó. Những cái vinh quang mà Hideyoshi có được là nhờ những thắng lợi trên chiến trường. Mà các bạn biết rồi, một cái đế chế mà nó đã được xây dựng dựa trên những thắng lợi ngoài chiến trường thì nó sẽ sụp đổ bởi cái sự thất bại của nó trên chiến trường. Thắng làm vua, thua làm giặc thôi. Thì đó, nói chung là Hideyoshi người đánh giá đó là một anh hùng biết tiến biết thoái, nhưng mà tiếc là đến cuối đời thì quá tham vọng, cho nên là mới để cho quyền lực của mình dần mất đi, bị hao mòn bởi vì cái sự thất bại đó. Và một cái thứ hai quan trọng hơn hết cần phải nói tới ở đây nữa, đó chính là ông ấy cũng gặp một cái bệnh của người đàn ông, đó là khi mà còn nghèo khó đó, lúc mà mới theo về Oda Nobunaga đó thì ông kết hôn với Nene, hai người sống với nhau khá là hạnh phúc. Nhưng mà có một điều là Nene thì không sinh được con, nhưng mà lúc đó thì Hideyoshi không có ý định lập thiếp các bạn. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu có quyền lực, có tiền bạc trong tay rồi thì Hideyoshi quyết định lập thiếp. Và một cái người thiếp đó chính là cha cha, con của một trong những đứa con gái của Oishi. Và chính cái bà cha cha đó là về sau mà là nói như là bà ấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nội bộ của nhà Toyotomi rối loạn. Và thậm chí nếu mà xét trên một khía cạnh nào đó đó thì chính cha cha cũng là gián tiếp là giết chết đứa con của mình là Hideyori. Đơn giản là sau khi mà nhà Tokugawa đánh bại nhà Toyotomi á, thì họ cũng đã có những cái chính sách coi như là giống như là khoan hồng á, cho nhà Toyotomi làm chư hầu chứ không có giết hại hoàn toàn. Nhưng mà vấn đề là bà cha cha này lại khuyên con của mình là làm loạn chống lại nhà Tokugawa thêm một lần nữa, thành ra mới có cái trận bao vây lâu đài Osaka. Mà các bạn biết rồi, đại thế đã mất thì dù có làm gì cũng không thể thắng được. Để xem nào, Mitsunari bây giờ còn gì cho ổng không ta? À quên, để lần này mình nâng qua cho ông. Ủa, chết mồi, hình như lần này không được. Ông này không được tham chiến các bạn ơi, khoan khoan, để mình ra mình coi lại coi ai tham chiến cái màn này. Hai một ông rồi, lần này chúng ta phải đi với ông này rồi các bạn. Vậy là ông kia là chỉ đi có những tập ông mình được đi với ổng, nhưng mà mặc dù hai ông Missionary là khá thân với lại ông kia, nhưng mà tập này là ổng không có mặt. Ai cha, vậy bắt buộc phải lấy ông này, không biết còn điểm nào nâng cho ông này hay không nữa, khổ ghê. Cũng may là mình nâng mát được cho Trúc Anh rồi các bạn, cho nên bây giờ Trúc Anh thì mình có thêm một cái chiêu của Trúc Anh nữa. Rồi được rồi, nếu đã lỡ vậy thì chúng ta sẽ nâng cho ông này vậy. Rồi ông này vô nâng điểm công liền cũng đỡ. Cái này là dễ lấy ngựa hơn, trời ơi. Rồi ok, cái này thì hồi mana khi mà cưỡi ngựa. Rồi thôi ok, không biết nâng được cái gì cho Missionary không. À, nâng thêm được điểm thủ và thế là hết. Ây chà, hơi bèo. Mà thôi để con, hình như mình nâng cái quạt cho ông này rồi. Rồi ok, bữa nay mình luyện tới ông còn lại ha. Ông này tên là Sakoshima. Rồi ok, hai tướng special đi với nhau thì nó hơi thấp sắp tí, nhưng mà thôi kệ, nó cũng được đi. Ông này thì tại cái đòn đánh của ổng đánh mạnh, nhưng mà dạng như là ổng đánh hai đòn nặng liên tiếp thôi.
cho nên là cái cách đánh của ổng đôi khi nó cái thế nó không hiệu quả lắm. Rồi đây chúng ta đã có thêm một chiêu nữa, chiêu này là chiêu của Trúc Anh nè các bạn. Để coi, khi mà nói chung chiêu này của Trúc Anh đó là nó giúp chúng ta thi triển những chiêu đánh mà có thuộc tính các bạn. Tức là khi mà chỉ cần một cái cây mana của chúng ta đầy là bất cứ cái đòn đánh nào của chúng ta là nó cũng sẽ ra thuộc tính. Nói chung là dành cho khi mà chúng ta chưa có được kích chứ đâu còn thuộc tính lên được á, khá là hay. Cái chiêu này nó hỗ trợ khá là tốt và tất cả các tướng đều xài được. Và tất nhiên là ông này cho con này luôn, mình rất thích con này để đơn giản nó chạy nhanh nhất bọn. Mình chỉ cần chạy nhanh thôi, không cần gì khác. Rồi, ok. Rồi bữa nay màn này thì mình sẽ đánh chạy dùng cân bằng cả hai. Đây. Không sao, con Shima thì chắc có lẽ là sẽ hơi gặp khó khăn một tí, tại màn này bắt đầu nó khó lên rồi mà ông ấy vừa mới level 1 đánh nó hơi nặng. Ông này thì không sao, tại vì ổng được level 16 rồi thì quýnh nó không nặng lắm. Còn lên level nữa thì thành công rồi. Rồi ok, lên 3 level nữa là đủ chiêu xài. Đó các bạn không, mặc định bây giờ ổng quýnh nó thuộc tính luôn rồi đó. Mất thế liền, nó nổ cái đó dù là... gì ta, dù là... có đang đỡ thì sẽ bị... nói chung là sẽ bị mất cái thế đỡ. Khá là hay. Rồi sao bây giờ tới được ông Sakon Shima nè. Có gì xài nấy. Nói chung là tướng nào giờ cũng biết chơi phân thân hết. Ai cũng có học sơ World Club Ninja các bạn. Rồi đây. Nói chung là võ công ông này thì cũng tương đối ok chứ không tới nỗi tồi. Nhưng mà như mình nói đó, tại vì ổng cái dạng của ổng là cầm đại đao của này giống là dạng quýnh mạnh mà ổng là chỉ đánh có hai đòn liên tiếp thôi, hai đòn nặng liên tiếp á, thành ra là nó hơi bất lợi cho ổng. Chứ nếu mà ổng quýnh theo kiểu kia thì có lẽ ổng tính theo kiểu tướng power, ổng được làm tướng special có lẽ ngon hơn. Nhưng mà tại vì tướng này thì ông này thì cơ bản như dạng commander, tuy là dây ultimate buff nhưng mà là dạng commander chứ không phải là dạng warrior. Rồi đây, lên ngựa. Đổi qua lại ông này. Một chánh tướng phe mình đang ăn đòn. Rồi, xài xuống đập cái thằng cầm cờ thì lẹ. Con ngựa thì đỡ chết hơn. Rồi, biết ngay là có địch ở dưới mà mới đập được chết thằng cầm cờ trước chứ không là mình mệt. Đổi ngược lại ông Sakon Shima bảo vệ ông này đi, đang ở cái thế này thì mình phải dùng ông này trước. Rồi ok, bây giờ ông này mặc định quýnh ra băng luôn mới đã. À, không thấy đường luôn á. À, hết rồi, không bấm lên kêu kịp. Không sao, cái thằng cầm cờ nó chết rồi là được. Quá đỉnh. Nhờ cái chiêu hỗ trợ của con Lolita đó các bạn. Nó đi ẩm này quýnh hơi chậm một tí. Nó quýnh ra thuộc tính nhiều thế nhỉ. Chiêu số 4. Từ khi ông này mà có thức số 4 thấy ông lợi hại hẳn ra luôn đó các bạn. Hồi mấy cái bản trước á, ông này không có thức thứ tư á, đòn đánh của ông thấy nó thiếu nhiều lắm. Mà từ hồi mà ông có thức thứ tư á, ông Mitsurori này ông quýnh cực đã luôn. Rồi đây, ông này chạy lên đây hỗ trợ cứu nguyên ngay. Ê, quýnh thằng cầm cờ. Rồi đây, mình lo dưới này. Rồi, cứu nguy liền. Ở đây không có thằng cầm cờ, phải ráng đánh là chứ chánh tướng mình ở đây mà không đánh đâu được. À, hay quá, được cái này luôn. Rồi đây, quăng cái quạt ra. Đang cái thế này bắt buộc phải chơi chiêu này, dù muốn hay không. Nó không có thằng cầm cờ, mình không chơi chiêu được. Nổ.
tiếp phát thứ hai thành công, thứ ba đây ảnh phân thân chưa được à, không được à. Rồi đây đổ à, à. Chết chưa, chết chưa à, mà nó còn đông quá chưa phá thế được. Đổ ô hay thiệt ô, có cái thùng đồ, có cái thùng đồ để lên lấy đã, hy vọng ra được vũ khí à, hay quá vũ khí vậy mới được. Đây nhích cái này lên rồi, ok còn đúng một tướng nữa thôi là quýnh thằng kia, nó kêu là quýnh diệt nhanh cho nên mình chưa đổi lại ông Sakoshima thôi. Nãy giờ ông kia ông chạy lên kia ông chưa đánh được cái thằng cầm cờ nữa, hơi dở. Thấy à, cái quạt của mày là quạt lửa nhưng mà có một điều là mình nó thấp, nó không có ra lửa nhiều được, còn thật ra là nhờ cái chiêu vô cái banh nó khá là lợi, nó quýnh là thuộc tính luôn. Bây giờ là mình tất cả đều tấn công, bây giờ đều có thuộc tính rồi. Đây ố già hay đâu có. Rồi nè, chiêu của ổng thì nó có vậy thôi, hơi dở một tí, nó chưa búp lên được ông này mà hồi ổng đủ chiêu rồi, kinh lắm. Rồi đây quýnh bây giờ là có thuộc tính rồi. Đây chiếu đèn đi, ông này mới level 1 mà hạnh ra ổng lên cấp lẹ lắm. Này thì canh cửa hả chú em. Ô ổng missionary lên tới rồi, ổng bơm được máu cho ông Sakoshima nhưng mà ổng không tự bơm cho ổng được, ông Sakoshima lại chưa có chi bơm. Đây nè, chạy xuống đây đập thằng này luôn, chia ra mà đánh. Này thì đánh của ông này thì đẹp rồi, không nói nhưng mà nó đánh theo kiểu sức mạnh, nó đánh hai đòn à, chứ nó không có múa nhiều. Rồi, vô đổ cái tí là chưa đủ để hết máu. Đây, đòn đánh ông này thì cực đẹp luôn, khỏi chê. Rồi đây, đây phân thân luôn, đầu này giúp chúng ta có thuộc tính nè, đó mặt nữa là chúng ta quýnh ra lửa luôn các bạn, là nó cứ mất máu thôi. Ồ, lên đây lại có cái thùng nữa, ngon vậy. Ồ, lại ra đồ xịn nữa rồi, vời. Cái như là xịn ở cái cấp này thôi, nhưng mà nhìn chung thì cũng tạm được. Rồi, ok. Có cái gì đấy? À, nó chạy rồi. Không để ý. Này đùa. À đây, thử hai vị này. Không mãi để ý cái nhiệm vụ. Nổ. À, cái bà này kia đúng là lì thiệt. Phải gần hết máu rồi chứ chưa hết máu. Ông này ra luôn. Tập thức thứ tư chúng ta chưa đủ, phải tập thức thứ tư mới ra đủ mới được. Này thì chơi đòn đánh này nhìn nó hơi chậm các bạn ha, mà được cái là cái tuyệt chiêu này của ổng khá là ngon, nó không nó có thêm cái chiêu này rất là lợi cho mình. Rồi xong em vũ khí giỏm mà hơi buồn. Rồi
Rồi coi chúng ta đi đâu tiếp nào. Ây da, rồi đây phần thân lửa là cái dễ ra nhất các bạn. Nếu mà các bạn chưa có thuộc tính nó đoạt định ra lửa, để nó ra lửa nó kéo máu cũng được. Vô là gặp mấy thằng máu trâu có lửa kéo máu được, coi như là được cái tử thì ngon nhất, nhưng mà tử dễ gì ra các bạn. Rồi ok, rồi ông này lên hết, tôi bấm nhầm kia bơm máu. Rồi đây có phần thân chi thuật luôn. À, các bạn ơi, trong những trường hợp này có lửa rất là tốt, nó kéo máu rất là được. Dù là cái đòn hai bơ của mình không giết được nó ngay cho một lửa. Rồi, nổ. Rồi, xong. Ra con ngựa thì mình không cần. Rồi, ok, đi tiếp nào. À ông này cũng đang đánh. À đây 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 đây. Tốt rồi, đúng rồi, bắt đúng mục tiêu rồi đấy. À. Rồi, hay quá. Rồi, số coi như số mày xui. Số xui, số xui. Nãy giờ mình chưa kích được kêu của ông này chứ ông mạnh lắm đấy. Muốn quạt lửa luôn mà đâu có vừa. Mày đùa đùa. Nói chung là tại vì chúng ta đang chơi Tây quân, cho nên là những trận đánh này chúng ta chống lại Đông quân. Bữa giờ tại mình còn chơi Đông quân với lại mấy cái phe ngoài vô pháp luật thôi. Trời ơi, nở đồng nào ra cái này. Ok, cũng được đi. Đúng rồi, ông kia chạy vậy đúng á, chia ra mà đánh. Tại mấy màn này nó độ khó nó không cao, không nhất thiết là phải đi chung. Là lúc ông này mới level 1 á, nó ổng hơi yếu phải cho đi bảo vệ thôi. Chứ còn giờ ổng mạnh rồi. Đây. Này thì chánh tướng á, mà này có hai con chánh tướng. Ông này thì khó ra đồ xịn lắm. Tại ổng chưa có gì hết mà ra đồ xịn khó ra thôi. Rồi đây. Nổ. Rồi, số xui, chạy ra ngựa nữa, dở vậy. Chỗ này nhớ có cái thùng nữa mà ta. À, nó ra cái, nó chỉ có cái thùng kia thôi, nó dở. Đây, phân thân ra mà đánh tiếp. Nó đang đâu mình phân thân ra, giống như là mình tăng được cái tầm đánh của mình lên nha. Nó rộng của tầm đánh ra khá là dễ mà lướt. Đây mặc định tất cả đều có lửa nào. Cái chiêu này mốt mình mạnh rồi thì không cần, tại vì lúc đó mấy cái cây của mình nó có thuộc tính nhiều lắm, nó không đâu tính này ra điểm kia. Cái chiêu nổ lửa này đã phết nha. Con nâng cái chiêu cho con bé Lolita xong thích dễ sợ luôn, nó ra tùm lum chiêu trời. Ai chặt nó quýnh liên tục rồi mình không tung cái chiêu bật quạt của mình lên được đó các bạn không. Cái chiêu này mình đã đánh nó thi chuyển nhanh thì dễ rồi. Cái ông này ổng dở của nó, thành ra là hồi kỳ mà mấy trước khi mà có cái cúp có lên chiêu hai bơ này ông này rất là khó dùng. Ông này chạy đâu rồi? Rồi ông này thôi cho chạy anh đây đánh, đánh với con Ina các bạn. Công đưa Ina đấy, thường thì gọi luôn là công chúa Ina thôi, còn công đưa công chúa gì cũng được. Bà này cũng hoàn toàn xứng đáng được gọi là công chúa rồi. Một trong 10 người phụ nữ đẹp nhất là Trung Quốc Nhật Bản mà các bạn. À, có ông này ở đây luôn hả? À? Tadakasu Honda. Rồi đây. Bắt buộc phải chơi chiêu rồi chứ giờ làm sao quýnh lại. Thank you.
chơi hên quá. À đây bắt đầu có chiêu đặc biệt để xài ở đây. À sắp thứ hai ra lôi các bạn, ngon hơn. Rồi nó hết đỏ rồi cũng mừng. Hôm nay bây giờ nếu mà gồng lên thì nó sẽ ra cái chiêu bắn này. À mới là bắn tên thôi, hơi yếu. Rồi đây đấu Gina nào. Rồi chưa biết ra chiêu gì mà cứ ra. Đây này công chúa Ina hả, cũng phải anh chuyên múa quạt rồi nha. À rồi xong rồi, Missionary chính thức đủ chiêu rồi các bạn. Này rớt đồ ở đây kìa. Rồi thôi rớt ở đâu cũng được, đây đủ chiêu đặc biệt luôn rồi. Rồi ok, nãy chung là chúng ta chỉ thất bại đúng một nhiệm vụ thôi, nó đủ làm cái thanh chiến lực của đối phương nó sụt giảm rồi. Rồi đây chưa biết gì nhưng mà cứ vô chơi đã. Rồi đây ây da, mấy thằng giáo nó đầm kinh lắm. À yeah, sư đây dính ngay cái đòn lôi của mình, đáng mình đứng mình chịu đòn mà. Đây vô đùa với anh, bày cây ngay. Đây thêm một đòn này nữa không chết nữa thôi, kéo máu đã lắm. Rồi ok, tưởng không chết nữa thôi, nghĩa là có chưa chết tức là ông này còn yếu các bạn. Ít nhất là ổng chết sau cùng, vậy nếu mà ổng chết trước rồi mấy thằng kia nó coi như là nó sẽ không chết nữa. Tại khi mà trận đấu hết rồi là mấy thằng kia coi như là trật tự bất tử, mình đánh nó không được các bạn. Vậy là mình lụm được thêm đồ. Rồi ok, à cô gái mạnh nhất luôn, nhiệm vụ này có tên khá hay, hai nhiệm vụ bị khóa. Ông này thì không biết sao mình có ổng nhưng mà nó vẫn khóa, chắc là phải kích được một cái nào đó. Cái này thì dễ là ngăn cặn nha, ông Nobutatsu Oda thôi. Rồi ok không sao cả, mình vẫn mở được hết, chẳng qua đánh thắng được ổng thì mình mở sớm, nói chung là làm chiến lược giảm sớm đi thêm một chút. Ông Mitsunori Ishida này phải thêm một cấp nữa mới đủ chiêu, nãy mình nói nhầm các bạn. Rồi ông này chiêu đầy luôn đó các bạn thấy chưa, giờ nói chung là thiếu thứ tư thiếu xíu rồi, nên nếu mà thứ tư mà đủ là gọi bắn trực tiếp luôn, không cần phải kích chiêu nữa. Còn chỉ riêng cái chiêu mà ổng đánh thuộc tính thì mới phải tự dùng thôi. Nói chung là mấy cái tướng đặc biệt này thì nó có tới hai chiêu đặc biệt, nhưng mà nhìn chung thì cái đó đánh thường nó không hiệu quả lắm. Ông này thì không phải là cái diện chơi lá chắn, ông này là cái diện chơi gọi hỗ trợ tấn công các bạn. Cái hỗ trợ tấn công thì sẽ một cái cạnh nào đó, thì trong cái dạng mà chúng ta đánh liên tục này thì nó hay hơn cái hỗ trợ phòng thủ. Tất nhiên cái nào thì cũng có cái hay của riêng nó, mình không nói cái nào hay hơn cái nào. Rồi ok, có được cái cái quà này ngon là hay đất luôn, nó là gây choáng, cái này rất là dễ. Ông này thì do cái đoạn số 2 gây choáng của ông nó ra đồ hơi chậm, cho nên là có cái năng gây choáng này ngon. Hai cái này gần giống nhau, nó cộng với số khác thôi. Cây này là cây tử nhưng mà nó có hai dòng thì không bằng cây này. Cây này có may mắn nhưng mà cấp thấp quá. Ông này thì ông có một cái băng, thôi vừa băng mà vừa may mắn nữa, ông này hên thế. Ra được mấy cái may mắn này trận sau lút đồ đã lắm nè. Cây này cây đất, à cây này cây thừa, à cây này cây cũng may mắn nè, chuyên cưỡi ngựa hả. À rồi ok, hay lấy cây băng này đi, mặc dù nó 20 mà tại giờ mình chả đủ cây mà nâng mát nó lên được. Rồi ok, lần này khá là bội thu đó, 6 cục công, 4 cục thủ, 2 cục tốc độ, 5 cục hỗ trợ và 2 cục đặc biệt. Rồi để coi nào, bà biết ngay là đó, crack là rạn nứt rồi nè, bắt đầu có rạn nứt các bạn thấy không. Đó nói chung là ngay cả khi DLC còn sống thì nội bộ của nhà Toyotomi nó đã có cái phần là nó rạn nứt rồi. Chẳng qua là lúc đó giờ khi DLC còn sống cho nên là những cái thuộc tướng này nó họ còn gắn kết được với nhau thôi. Nhưng mà những cái bắt đầu lúc đó là nó còn đang được ở trong trạng thái đó là nó kiềm chế. Còn dạng như là khi mà cái Hideyoshi chết rồi á, thì tất nhiên là hai người này chắc chắn là không chịu nghe lời ông Mitsunari rồi.
chẳng qua lúc này giống như là Hideyoshi còn sống thì ông Mitsurugi này là nhân danh nghĩa đó là nhận lệnh từ Hideyoshi, nói hạ ông này tất nhiên phải nghe rồi, dù là đôi khi còn đồng tình. Bản thân Mitsunari cũng là cái người mà sớm nhận ra được cái mưu đồ của ông Ieyasu, cho nên là ông ấy rất là phản đối cái việc mà ông Hideyoshi cho là Ieyasu là hàng và làm nhận làm chư hầu, nhưng mà lại có nhiều cái đặc quyền đặc lợi hơn các chư hầu khác. Nhưng mà tất nhiên là cái thế của Hideyoshi lúc đó thì muốn hạ được ông Ieyasu thì cũng không phải dễ, tại vì lúc đó các thế lực khác, các phong kiến trên đất nước Nhật Bản nó còn nhiều, thành ra là Hideyoshi là cần phải diệt những cái thằng kia trước, tại người ta nói rồi châu bò hút nhau rồi mới hướng lợi mà, các bạn hiểu không? Đó, cho nên đó là mà giữa hai bên hai bang văn võ của nhà Toyotomi là bắt đầu nó có cái đạn nứt rồi. Đây chính là cái điểm, cái này chỉ là một phần thôi. Tất nhiên là không có trò chơi điện tử nào mô phỏng đầy đủ rõ được tất cả, cả tại người ta nó thực sự nó có những cái điều bí ẩn mà. Cho nên đó là bên cạnh những câu chuyện mà truyền miệng dân gian thì chúng ta cũng phải chịu thôi. Nó bị lỗi tóc ông này bài qua ông Sakoshima, các bạn. Ông này ghi là Kisumaka Kato. Đó các bạn thấy không nè, tóc ông này nhảy qua ông kia. Có nhiều cái bất cũng vui ghê vậy á. Chứ nào nó miễn là nó không ảnh hưởng đến quá trình chơi rồi, đôi khi chúng ta cũng không nên khó khăn quá các bạn ạ. Chỉ cần anh chơi game chơi không bị vấn đề gameplay là được rồi, chúng ta không không nên khó khăn cái vụ mà mấy cái bất hình ảnh các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.